Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 12, câu 20 đến câu 33. Một ngày kia, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philippe, người Bethsaida, miền Galilê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn gặp được ông Giêsu." Ông Philippe đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: "Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hoa trái khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo: tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giêsu đáp: tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Quý vị và các bạn thân mến, càng tiến gần đến thời điểm gọi là giờ của Chúa, chúng ta càng thấy nhiều đề tài xúc tích được nêu lên trong phụng vụ mùa chay. Trước kia, trong thời các tổ phụ, các ngôn sứ, Thiên Chúa đã kết ước với dân Ngài qua hình thức hiến tế chiên bò, qua hòm bia thánh, qua 10 giới răn trong đền thờ do con người làm ra. Nhưng giờ đây, chính Ngài thân hành đến giữa trần gian, đích thân chấm dứt giao ước cũ và khai mào một giao ước mới, không phải bằng máu chiên bò mà là máu của Ngài. Khi tự hiến trên thập giá, một giao ước được ghi khắc vào tận đáy lòng và dạy chúng ta tôn thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Trong Tin Mừng Gioan hôm nay, tác giả đào sâu đề tài trên, nhưng cơ hội một nhóm người Hy Lạp dự lễ vượt qua tại Jerusalem muốn được gặp Chúa, qua dụ ngôn hạt lúa gieo vào lòng đất phải mục nát đi, Chúa Giêsu giải thích cuộc tử nạn của người một cách sâu sắc. Chúa không trực tiếp trả lời câu hỏi của nhóm người Hy Lạp, nhưng cách gián tiếp: đã đến giờ con người được tôn vinh. Nhóm người Hy Lạp là những người ngoại. Họ ao ước gặp Chúa Giêsu không phải vì thắc mắc, tò mò, nhưng vì chân thành muốn được biết Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu quả quyết: nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi thì nó mới được nhiều hạt khác. Chết là điều kiện tiên quyết cho hạt giống được nảy nở. Chúa áp dụng nguyên tắc này cho chính bản thân người. Nếu người không tuân mệnh Chúa Cha, nếu người không thực thi cuộc tử nạn trên thập giá, thì sẽ không có việc cứu chuộc con người. Áp dụng vào đời sống Kitô hữu, ai chỉ biết sống thụ hưởng mà không biết sống cho Thiên Chúa, không biết đem ánh sáng cứu độ cho người khác, thì quả là một mất mát lớn lao. Trái lại, ai biết hy sinh theo Chúa là biết lo lên phần rỗi của người khác, thì sẽ đạt được sự sống vĩnh cửu. Diễn biến về hạt lúa mục nát đi trong sự chết để rồi nảy nở trong sự sống lại, được Thánh Gioan kiện toàn nơi chính Chúa Giêsu bằng lời quả quyết: một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đây chính là lời tha thiết của Chúa Giêsu: xin hãy làm vinh danh cha. Và tiếng từ trời vọng xuống: ta đã làm vinh danh ta, và còn làm vinh danh nữa. Vinh danh
không những trong sự kiện Chúa Kitô triệt để vâng phục Chúa Cha đến hy sinh mạng sống mình, mà còn vinh danh ở chính Chúa Cha trong cái chết của Chúa Kitô, đã thực hiện một công việc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại là giải thoát nhân loại khỏi vòng nô lệ tội lỗi và khai thông cho nhân loại con đường toàn thắng sự chết. Người Kitô hữu từ đây không còn nhìn sự chết như một chướng ngại, một nguy cơ, nhưng như một giải thoát, với ý thức rằng rồi mình sẽ được phục sinh trong Chúa. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.